Rồi quý vị và chị các bạn thân mến, sáng hôm nay thì Kiên đang có mặt ở chợ Hòa Hưng nhé. Chợ Hòa Hưng ở quận 3. Hay thì Kiên đi mua ít đồ và muốn quay chia sẻ với quý vị luôn. Gọi là chợ Chí Hòa nha quý vị. Đường Hồ Bá Kiện nha quý vị.